làm thuê không nhỉ? Tuấn Minh. Ho cho em bé. Mẹ đi đâu xong? Chắc là buồn ngủ. Em buồn ngủ. Cái gì nhé bố mà mẹ? Cái chịu. Yêu phụ em nè. Tay của bố đâu? Nước khoai thái nhiệt. Yên. Yêu ở mà. À, làm việc đi. Con ơi. Ôi! Anh ơi! Con ơi! Ơi! Anh ơi, mình có giờ làm thuê không nhỉ? Không anh ơi. Không à? Cô ơi, nhà mình có nhận làm thuê không nhỉ? Nghỉ đó. Mệt quá chị ạ. Không làm được đi cày đi. Bọn chị làm cả buổi còn không thấy nghỉ, vừa mới làm nó thấy nghỉ rồi. Em còn chưa làm bao giờ. Thế đi cày đi, lấy cày đi cày đi. Vâng vâng. Nó chưa đi à? Đi cày đi. Mệt quá chị ạ. Vâng vâng. Vừa mới làm nó nghỉ rồi. Làm chậm này tính trừ tiền nhé.
kéo nia sẽ ôm mình. Đấy, đo theo cái chiều kia. Dịch ra một tí. Bà này. Ờ, hàng này biết làm cái gì. Vâng. Lấy cái xẻng ở bên này này. Vâng. Nhanh lên, không trưa rồi, nắng rồi. Làm nhanh lên, nắng rồi. Vâng, vâng, vâng. Đi xúc nhanh vào. Xúc cái luống này, luống này bên này. Xuống luống bên kia kìa. Cướp quá.
Vâng. Ôi trời, nó cục bành quá à. Lâu không làm việc mệt quá chị ạ. Làm một tí là mệt. Chưa nghỉ à chị? Nắng lắm rồi. Chưa, làm một tiếng nữa. Làm một tiếng á? À? Em mệt quá, em không làm nổi rồi. Thế về giờ này á? Vâng, về giờ em này xin thì về. Lấy nửa tiền thôi. Vâng, được bao nhiêu cũng được chị ạ? Về giờ này 50.000 thôi. Vâng. Thanh niên đi làm nửa buổi đã về rồi, lấy 50.000 thôi. Vâng, em xin ạ. Tại vì chưa làm bây giờ nên là mệt quá em không chịu được. Đã đi muộn rồi còn về sớm. Em xin em về nhé. Ờ. Đi làm một lúc là gì? Thằng này lười ở đấy nhỉ? Lười, đã đi muộn rồi còn đòi về sớm. Tổng hết bao nhiêu anh em nhỉ? Cả cái này và cái này. Cả cái này với cái này 26.000. Về nhé.
con bệnh. Cha mẹ trường đây. Em bị ốm á, thường hiểu ở nhà với mẹ không bị ốm á, thường hiểu ốm á, nóng á, con bị sốt á,
yêu nhỏ thương nhỉ. Hôm nay mới được bé đâu xem cái tay nè. Con bị sốt á, bị ốm á. Thương nhà, thương nhà. Con mệt á, mệt á. Thương nhà, thương nhá. Thế này bố mua quả trứng về này, mua về cho mẹ này. Bố mua cái điệu cho con này, cái điệu cho con, tìm bố điệu con một tí nhé. Vừa ở thương nhà. Anh phải bán trên nhùng này hả? Ủa anh ơi. Chụp tí em một tí. Mẹ này, mẹ này. Ruột ngay. Cái tay thăm à, bé á hả nè. Mai cả nó điệu vun đi. Nổ ngang. Duẩn mi. Cả này. Ta duẩn mi. Zoom cái cả. Ta duẩn mi. Tại bị à đây. Duẩn mi. Thì tại hô à đây đây. Đi phụ bệnh nhà nó ta phản nhỉ. Thường à phụ bệnh à phụ bệnh ta chưa. Rồi như mai đi phun. Mai đi gì cả mai. Thường à. Hôm à đi duẩn đấy. Bị ốm thương nha, thương nha. Quá bị à hóp à mà đây hóp tí tòn nè, hóp tàng hóp tàng hóp tàng gì chẳng ai à, ở hóp à là có nhà hóp bởi lại cho anh nát chứ một cái nái rửa mình gì thường gì hát nè, hóp à nè hóp à nhùng nhùng ai dũng bởi ta màng à. Hồi giờ tiêu quyền hay gì hối hận nha. Hối hận nhé mùa mùi. Duân mi. Tại vì à. Duân mi. Dì kêu là dì ham mà tại vì khi chi. Ở bế ni tăng. Đi. Duân mi. Duân mi. Nán cho một cái nái dưỡng ngay nó. Kể gì ăn cho nó. Này duân mi. Duân xếp. Duân mi. Dì ở dìm nái. Duân. Ở dưới này chăm sóc rồi. Kéo dưới quần cây. Cây okay, quần rồi. Duân mi. Dạ ở dưới này à. Duân mi nó tại đó. Duân nha. Ông ngoài như cần mà những cần mùi. Duân mi. Duân mi nè. Thank you.
bán gì ấy? Chủ bán rau. Mua bò rau về tối sau ăn đi cháu. Cái này bao nhiêu? Cái này một bó là... Đấy, chủ bó vào đấy. Chủ không có túi. Xin nhé. Sao cháu? Đấy chọn đi, để chọn xem được bò nào ngon ngon thì mang về. Lấy bò đây à? 10.000 nhé. 9 nhé. Mua rau cháu ơi. Một bó 10.000 đó. Lấy 2 bó. Lấy 2 bó á, chọn đi, chọn đi. Lấy bó nào lấy đi. Hai bó này á. Chú bán rau à? Ừ, chú bán rau. Mua đi cháu. Chọn đi, lấy bó nào đấy đi. Mới đi câu cá về à? Vâng. Bó này à? Bó này 10.000. 10.000 ạ. Vâng. Xin nhé. Về nhé. Thank you.
Nhà mình có thuốc ho không nhỉ? Có. Lấy cho anh một ít thuốc ho đấy. Đây này. Sáu mươi nghìn nhỉ? Đủ nhé. Em về nhé. Bố mua thuốc về mua sữa cho con nhé, mua dầu. Đây bố đây. Em bé ốm má. Thương nhà em bé ốm má, cả con cũng ốm má. Thương nhà. Con uống sữa đi, con uống sữa đi. Con đừng sửa đây, mở xem một tí thôi, cái này thuốc cho em bé thôi nhá. Đấy, cất lại, cất cho em bé như thế. À đúng rồi, cất cho em bé. Vâng. Con uống sữa nhá. Cái đấy là cùng thuốc là của em bé. Cái này là thuốc ho cho em bé. Cái này là thuốc ho cho em bé. Đây, bố mua sữa cho em nhá. Em đói chưa? Đói á, thế mẹ đi đâu rồi? Cái này muốn mút cho em bé. Mút này cho em bé. Vâng. Thương nhỉ. Em đi lấy cấp. Mẹ đi đâu? Hả? Mẹ đi đâu xong con với lại em bé lại ở đây? Mẹ đi tìm con vịt. Thiếu đĩa. Thương nhỉ. Em ốm. Chắc là buồn ngủ rồi. Không nghỉ cái bẩn của em bé nhé. Con uống sữa đi. Nhá. Con ăn cơm chưa? Dạ con chưa. Chưa ăn cơm á? Con ở nhà ngoan không? Hả? Na. Nay có đi học chưa? Con đi học chưa? Đi học rồi. Học rồi hả? Nhà ngoan nhá, nhà ngoan về mẹ nhá. Vâng. Cái đấy là của em bé đấy. Em buồn ngủ rồi. Em buồn ngủ rồi phải không? Con không được nghịch của em bé hỏng nhé. Mai cái đấy cho em bé uống thuốc ấy. Bé thuốc nuôi đây. Em luôn. Này, bố cho sữa em uống. Xin chưa? Đây nhé, uống nhé. Nó mềm thế bố. Cái đấy nó mềm, nó để hút thuốc ấy. Hút thuốc là cái gì nhé bố? Hút thuốc để cho em bé uống nhé. Nào nè. Nè. Uống uống nhiều dừa vào. Con không được làm hỏng em bé, em uống dừa đi. Không uống á? Thế con mà con đói.
Bố để đây cho con, hôm nào con uống nhá, đói thì uống nhá, đi học uống nhá. Bố ở đây. Đây này, bố hái bó rau mang về cho mẹ nó ăn cho con đấy. Bố muốn ở đây nhưng mà mẹ không cho ở ấy. À, mẹ không cho cậu bố ở đây. Con cho bố ở đây với con. Con cho bố ở đây á, nhưng mà mẹ toàn đuổi bố thôi, không cho bố ở đây đâu. Bố cũng uống rượu rồi, bố đi làm việc kiếm tiền rồi. Ồ, mẹ về rồi. Mày tao ai chịu? Chị tỏ chạy điêm tỏ đi phụ em nè. Cũng ngoài như ngay. Nà, chị tỏ phun máy ở đi phụ em nè. Thương à, chị hiểu mùi mấy nó tài nè. Bên bê cả em ruộn à. Đi phụ bệnh như mai, mai chỗ hôm nay. Ôi, liên à, liên à. Nói tỏ à cả lại phụ. Tỏ ruộn mình. Chị hiểu mắt nó tài nai anh như cùng áp phụ bệnh như khâu hả? Bình lấy gì tại tham này, ở tại chăm sóc tham mái cả điệp. Cho bố đi không được lấy đâu. Bố đã toàn lấy này. Về đùa mình thôi con ạ. À. Cái của bố điệp. Đâu? Con cho bố mang về con em bé này, cả đây, cùng với tôi nhỉ. Bố đùa mình thôi con ạ. À. Không lấy đâu, lấy về đi. Lấy về nhà đi. Tại bị à tại. Lấy về nhà đi. Về đi con ha. Con mới nói ra, ui con không được nghịch sữa là ra. Không được uống của bố. Con Duẩn Minh. Dạ, tỏ tại phụ định nhau rồi. Con Duẩn Minh nhớ lỏng nào. Đi đang bị ốm rồi. Con Duẩn Minh. Bê à, bê à nhỉ, hả lọ tại bê à. Lúc khoai thái nhẹ cùng ai như cà chung. Này, nà, vì đây bố ôm một cái ta. Thương à. Duẩn Minh à, mai nó tay vô này lọ. Bia bia ai ham mày. Duẩn Minh. Chứ thả dũng của ta mạng hi hô mẹ u hô đi tệ ế ta mạng à. Thế đằng kia tỏng cái gì hối hận nha. Tỏng cái nhùng. Diễn xiến mùi. Tỏ mẹ đừng ai Duẩn Minh. Tỏ Duẩn Minh. Kia ở mãi. Tỏ Duẩn Minh. Em ở đang phố bình nè. Tỏ Duẩn Minh ngàn mình. Tỏ Duẩn Minh nút tài nai lô. Thì hỏi nút tài lô. Thả lúc dưới mặt cùng hoàn ấy. Một tài con thái. Như phố bệnh dưới tài thăm mái đi phụ nè. To ruột đi. Chấp. Năn chi năn. Ruột. Năn chi cả. Con đừng có nghe bố đấy. Bố lại đùa mình ấy. Ruột mẹ. Nghe ruột đi. Nè năn à đi phụ em này. Nó tài lừa dùa lô. Đùa dùa lô. Đi đang phố bệnh à kìa. Ruột xiến lô. Ruột mẹ. Nó đi dưới trồng hải nè. Giếng xiên muôi mà tỏi cái chán xiên muôi. Duẩn Minh. Đủ bó nhà chuột có to tài phù miền.
Vâng. Chờ chị lâu quá. Lấy ngô cho vào luôn này chị. Vâng vâng. Này xong thì cái hạt ngô nó cẩn thận vào. Vâng. Thank you.
việc gì lại gọi em nhé. Thank you.
Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi. Thương nhé. Con uống sữa đi, con uống sữa đi. Con uống sữa đi. Mở xem một tí thôi, cái này thuốc cho em bé thôi nhá. Đấy, cất đã cất cho em bé nhé. À đúng rồi. Cất cho em bé. Em bé. Vâng vâng. Con uống sữa nhá. Cái đấy là cũng thuốc là của em bé. Mẹ đi đâu? Hả? Mẹ đi đâu xong con với lại em bé lại ở đây? Chắc là buồn ngủ rồi. Không nghỉ cái bẩn của em bé nhé. Con uống sữa đi. Nhá. Con ăn cơm chưa? Dạ con. Chưa ăn cơm á? Ở nhà ngoan không? Hả? Là? Quá. Nay có đi học chưa? Con đi học chưa? Đi học rồi. Học rồi hả? Nhà ngoan nhá, ở nhà ngoan này mẹ nhá. Vâng. Cái đấy là của em bé đấy. Em buồn ngủ rồi. Em buồn ngủ rồi phải không? Con không được nghịch của em bé hỏng nhé. Mai cái đấy cho em bé uống thuốc ấy. Bé phút nuôi đây. Em luôn. Này, bố cho sữa em uống. Xin chưa? Con không được làm hỏng của em bé. Em uống uống sữa đi, uống sữa đi. Không uống á? Thế con mà con đói. Bố để đây cho con, hôm nào con uống nhá. Đói thì uống nhá, đi học uống nhá. Biết đi đâu nhỉ?
Ngoan này, ngoan. Theo mẹ đi làm á. Trời nắng thế đó. Lè cái lưới, sao lại lè cái lưới thế? Không được lè lưới. Trời nắng nhỉ, chuẩn bị đi về nữa. Con ngủ lâu thế. Trông á là ruộng đi mùi nữa chuẩn như cung hóa nữa mà thật tội trẻ bì á nè có thằng như cung hóa nữa như bì á là như mì cho cô nó làm mùi giả can cho mì tôi muốn như cung hóa nữa chứ cái khoát thằng như cung hóa nữa mùi mùi đuôi hết ba gì à mùi mùi